Bạc văn, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, nói đơn giản, văn tư tu, kinh điển gọi là tam tuệ học. Người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, muốn tu theo đạo Phật, học kinh điển Phật, cần tuân thủ học tập với một tiến trình nhất quán ấy. Văn tuệ là khi nghe kinh, nghe giảng hoặc xem hoặc thấy một Phật sự nào đó, ta phải vận dụng lý trí mà nghe, mà xem. Người đệ tử Phật chân chánh không nghe, không xem những gì không phù hợp lời Phật ý kinh qua lý trí nhận thức của mình. Tư tuệ là sử dụng lý trí của ta rằng điều ta vừa nghe, điều ta vừa thấy, điều ai đó khuyên bảo ta làm có phù hợp với lời Phật không, có chân lý không. Nếu ta nghe lời khuyên bảo ấy, ta được gì? Nếu ta không nghe lời khuyên bảo ấy, ta được gì? Nếu ta làm theo lời khuyên bảo ấy, ta được gì? Nếu ta không làm theo lời khuyên bảo ấy, ta được gì? Sự lựa chọn, phân tích, nhận thức, đánh giá ấy là do ta sử dụng tốt tư tuệ. Văn tuệ và tư tuệ tác động mật thiết lẫn nhau. Nó làm tiền đạo, dọn dẹp khai phóng con đường thông thoáng, tạo môi trường trong sạch để chờ hành giả lên đường. Văn và tư ví như con mắt và tánh thấy. Hễ mở mắt là có thấy, hễ thấy là đang mở mắt. Điều quan trọng là thấy tối biết rằng ta đang thấy tối, thấy sáng biết rằng ta đang thấy sáng. Thấy bãi phân bò, ta biết ta đang thấy bãi phân bò. Thấy một cành hoa hồng, ta biết ta đang thưởng thức nét đẹp màu nhiệm của hoa hồng. Đó là công dụng của văn tư có tuệ. Tu tuệ được xếp vào giai đoạn 3, có thấy rõ cảnh vật, có biết rõ thời tiết, khí hậu, đã nhận chân con đường phẳng phiu, thông thoáng, hành giả khởi hành. Khởi hành ở đây là người đệ tử Phật hạ thủ công phu, phát tâm tu hành. Người con Phật thường để tâm tư duy, quán chiếu, ba sự khởi động, biểu lộ ra thân, miệng và ý của mình. Tu có nghĩa là sửa. Sửa cái gì? Sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Nếu thân miệng ý nghĩ sai, nói sai, làm sai, nghĩ điều tội ác, nói điều tội ác, làm điều tội ác, thì loại bỏ nó đi và nhớ lời của ba đời chư Phật dạy rằng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Có nghĩa rằng những điều gì ác không làm, những điều thiện trân trọng làm hết, giữ ý mình luôn trong sáng. Đó là lời chư Phật ba đời. Cũng văn cũng tư cũng tu mà không tuệ thì tai hại khôn lường, không những không đem lại cho ta an lạc mà có thể càng làm cho ta thêm nhiều đau khổ. Văn vẫn nghe nhiều, nghe đủ thứ kinh, đủ hàng thầy, ai nói gì nghe ráo, không tốt. Tư vẫn nghĩ ngợi nhiều, vẫn tưởng mơ, vẫn mong đợi trông chờ, thậm chí khấn huyền, van xin lại cúng, chí thành tha thiết, không tốt, tu sai rồi. Tu vẫn là một thiện ý, nhưng tu mà tự khắc khổ bản thân, kinh điển quở thành phần tu sai lạc ấy bằng thuật ngữ: khôi thân diệt trí, tự giải nắng dầm xương, hành hạ thân thể, đóng bích tư duy, hủy diệt tâm tưởng, hy vọng ngày nào đó không còn tri giác để tránh mọi nỗi khổ ở cõi đời. Hồi Phật tại thế ở nước Ấn Độ đã có rất nhiều đạo, nhiều giáo phái tu hành. Họ cũng đã từng tu giới, tu định một cách nghiêm ngặt với ý chí mãnh liệt để được về với cõi Phạm Thiên. Pháp tu của ngoại đạo kia không theo kịp đạo Phật, không đem lại kết quả an lạc cho họ, tại vì họ không khai thác được hạt giống trí tuệ vốn có của con người. Thế cho nên, giới học, định học, tuệ học, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ là giáo lý then chốt, là cửa ngõ mở rộng, là con đường thênh thang bằng phẳng để đón rước Phật tử hữu duyên. Trong đó, tuệ là chánh nhân thành Phật. Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy bốn đại pháp, người trí nghe mà xúc động bồi hồi, khó tìm một đấng giáo chủ, dân chủ từ những thời phong kiến quân chủ chuyên chế nghiệt ngã xa xưa, như Đức Phật dạy cho đệ tử rằng: hỡi các thầy tỳ kheo, các đệ tử Phật của ta, các ông đừng vội tin những gì họ nói, dù họ nói là họ là Sa Môn, Bà La Môn,
Các ông đừng vội tin những gì họ nói, dù họ nói là họ là luật sư, trưởng giáo. Các người đừng vội tin những gì họ nói, dù họ nói họ là kỳ cụ đa văn, uyên thâm, bác lãm. Các người đừng vội tin những gì họ nói, dù họ nói là họ mới nghe lời Phật nói trước đây mấy phút, mấy giây. Không vội tin là một ý thức, một thái độ khôn ngoan để không vướng vào và cạm bẫy của thiên ma, của ngoại đạo tà sư. Xưa đã vậy, nay đang vậy và mai sau cũng sẽ vậy. Phải vận dụng trí tuệ trên bước đường tầm sư phỏng đạo vì tham thiền, tự tùng nhận đắc tào khê lộ, để rồi thọ dụng liễu tri sanh tử bất tương can. Mất điện, mình hư không phải điện dường như, thế nên hàng xóm tự như như, âm vang hỉ hạ vui toe toét, riêng một nhà ta bị tối hư. Hoàng hôn trên đất cao nguyên, tự cảm. Một già một gậy họ một ba lô, bản lãng hoàng hôn một lộ đồ, lặng lẽ rừng thông chờ ngọc thố, vỏ vàng nắng nhạt kéo kim ô. 80 lẻ tuổi chân còn khỏe, 60 dư năm trí chữa mờ, ngoạn cảnh sơn khê hình chẳng bóng, bên trời bát nhã tỏ ai trừ. Tự tình họa vận, hằng nga dòi dõi nước sông lô, 81 xuân qua chẳng ý đồ, trí lực có thừa dân thí thố, lợi quyền cam thiếu dứt tham ô, tâm như nước chảy tâm hằng sạch, ý tợ trăng thanh ý chữa mờ, vội vội sáng trong đường núi tuyết, liêm minh trực chánh tặng ai trừ. Bình minh trên đất cao nguyên, bình minh lỗ hiện xứ cao nguyên, mờ nhạt xương xa khắp núi rừng, mở mắt trời xanh ban nắng sáng, trải lòng đất đỏ nhận tia hồng, thông dong sơn nữ cùi hoa trái, đỉnh đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền, cảnh tịch tâm không lành mạnh khác, chạnh lòng lưu luyến luyến thiên nhiên. Tiếng gà gái trưa, tiếng gà eo óc gái trưa, cúc cu đồng vọng xa đưa điệu buồn, giọng khàn chim vịt héo hon, rừng xanh mây trắng xói mòn ước mơ. Trăm năm còn chẳng gọi đài, 360 tánh sánh này phù du, hèn sang đầu mối hận thù, một đời vay trả nghìn thu thôn côn cùng. Chim vịt kêu chiều, hoàng hôn chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ Phật nhớ điều Phật răn, sơn khuyên quốc độ vô thường, tư duy thực tướng quán tường chân không, sắc không không sắc nhũ lòng, mấy ai ý hiệp tâm đồng với ai, thôi thì mình biết mình hay, mà vui sông núi mà cười trăng sao. Chơi rừng thông, hát lư lư hạo thiên nhiên, hai con chó nhỏ chơi triền đồi thông, vẻo von chim hót nắng hồng, rừng xanh mây trắng mênh mông đất trời. Chợt nhớ ngày tháng trôi trôi thấm thoát trôi, còn đây 81 tuổi trong tôi, mồng năm tháng ấy nay 10 tháng, nhớ buổi ra đi nhớ phúc nguyên. Mưa chiều sơn phủ cao nguyên mờ cảnh sắc, mưa chiều ảm đạm khóc mây ngàn, thương người trách nhiệm nơi quan tái, nhớ bạn cần lao chốn ruộng nương, một kiếp phù sinh bi trí dũng, bền tâm chất trực lực uy hùng. Mưa thu nắng hạ duyên trần thế, hiện tượng xoay vần bản thể chân. Lửa đỏ dưới trăng vàng, tà dương vừa khuất bóng tà dương, dằn vặt trăng treo liễu liễu đường, ngọn lửa bập bùng khoe vũ điệu, võng xăng lễnh khởn bóng thông rừng, ve ngâm khàn điệu sầu không khóc, dơi lượng đêm thanh đón bạn tình, trăng lạnh trời trong hơi lửa ấm, lòng ta thanh thoát hạ như xuân. Trên đỉnh tháp xuất hiện hào quang chiếu tới xẹt lui chi, sánh với hải đăng khác điểm gì, thân Phật nhìn xưa không tự sáng,
đèn dầu ai cúng Phật dùng thôi. Bỡn cợt bạn đồng sông, sóng dẫu sang giàu chết cũng meo, chùa hơn chục cảnh khoái tim teo, Á Âu Úc Mỹ luồn tuôn ráo, chứng đạo trình ra lượm đô la. Nhất bộ nhất bái, lại trời lại đất lại hư không, cống rống thân trai lại lộn sòng, bạc phước cho ai khoe lại giỏi, dẫm chân đường cũ tiếc đinh sang. Phật ngọc, Phật ngọc đồn vang khắp đó đây, ngọc thành ra Phật nực cười thay, Thế Tôn giác giả phàm nhân biết, Phật ngọc vừa nghe Phật hỡi ơi, Phật ngọc vừa nghe Phật hỡi ơi, thương cho Phật tử thiếu minh sư, vô tri giác giả xa trời vực, lại ngọc lòng mơ lại Phật đà, ngọc đá vàng thao chung khoáng vật, hữu vi vô chủ cộng duyên sanh, trần gian mộng ảo thân tâm huyễn, Phật ngọc hơn gì Phật đất nung. Mưa đêm, đêm đen nào ngại đám mây đen, thức giả ai đi nhướng mắt nhìn, nhọc sức luống công mong rạng rỡ, thôi thì nhắm lại ngủ đi em. Tấm thân son phấn, quần thoa lắm kẻ quá vô tình, phận phấn duyên son gẫm tự khinh, hết kiếp điểm tô phường khả ố, tàn đời phục vụ bọn vô liêm, Á Âu yêu ghét không quyền chọn, Nam Bắc hàng sang vẫn phải thương, những tưởng đào hoa là hạnh phúc, chém cha tài mệnh bất tương phùng. Tiếng vọng không phương hướng, tỉnh thức đi người tỉnh thức đi, nói dài mộng mị có hay chi, bao nhiêu xuân ấy bao thu ấy, một kiếp phù vân giữ được gì.